với năm cũ, đi cắm trại hay resort nghỉ dưỡng đều có combo full trải nghiệm tại Hoyota Bình Châu Resort and Camping. Phong tư ở trên bờ hồ này có bị chiêu quá không ta? Hay rồi, series đi biển với Nhiên hoài luôn nha. Toàn là mấy điểm gần Sài Gòn, di chuyển nhanh tiện gọn và cho mức giá 1.325 cành mỗi người cho 2 ngày một đêm. Mình sẽ được nhận full cái dịch vụ trong video này. Nhắc nhẹ một chút thì hồi tháng 1 mình có lên cái video về cái resort Hoyota ở Lagi. Có một bạn vào bình luận Hoyota có camping. Hóa ra cái camping này mới là có trước, có và hot từ xưa luôn rồi. Nhưng mà thời đó thì mình chưa có đi. Còn bây giờ Hoyota Resort Bình Châu thuộc Bà Rịa Vũng Tàu đã được làm mới lại và reopening. Mình thì được trải nghiệm dịch vụ theo gói combo nên là mình sẽ review chi tiết gói này có gì luôn. Còn thí dụ mà ai không chọn combo thì vẫn có thể đặt phòng lẻ nha. Về di chuyển nếu bạn có xe riêng thì mình đi. Còn nếu không có thì mình nhờ Hoyota đặt xe hộ luôn. Trong Sài Gòn sẽ có xe rước tận nhà và đưa tới tận resort. Xe thì chạy khoảng 2,5 tiếng. Tới giờ ăn trưa nên mình cũng đã dùng bữa nhà hàng sát máy biển luôn. Bữa trưa trong combo thì có 6 món: salad trứng, gà kho gừng, rau củ luộc chấm mắm kho quẹt bao gồm có đậu bắp, cà rốt với bí. Về canh chua cá đuối thì nấu với bạc hà, măng và cà chua vân vân. Mà ngon nhất thì chắc là tôm rim bởi vì tôm tươi và chắc thịt. Size của con tôm cũng to, rim cũng thấm gia vị. Giờ check in thì 3 giờ chiều. Ở đây thì có nhiều dạng phòng kiểu cũng thú vị lắm. Nhưng mà khoan, tí nữa tôi kể nha. Còn giờ tôi với con trai đi check in khoe cái phòng của hai đứa tôi đã nha. Căn của tôi có tên là Lake House, nằm ở trên mặt hồ luôn. Hơi bị yên bình và thơ mộng. Đầu tiên là mình sẽ đi qua cái cầu gỗ này nè, rồi có lối đi riêng đến phòng. Chưa có ở nhưng mà nhìn cái kiểu mặt hồ yên ả, mấy cái cây quanh phòng là tôi đã ưng cái không gian ở đây rồi đó. Cứ tưởng kiểu lưu trú trên hồ này thì sẽ không được khang trang lắm, nhưng hóa ra thì ở đây vẫn đầy đủ những tiện ích cơ bản và phòng được làm mới lại, tông trắng đơn giản. View á thì xịn như này luôn. Căng da bụng trùng da mắt, với là cũng còn hơi nắng nên là cứ thông thả mà tận hưởng cái phòng trong máy lạnh. Sau đó tôi đi dạo quanh khuôn viên của Hoyota nha, mở màn là cảm nhận những cái thứ nhỏ xíu dễ thương như là hoa nè. Xong rồi đi tham quan từng khu dạng phòng để giới thiệu đến cho các bạn. Đây là egg house và bird house. Cái này á thì theo kiểu cute lạc lối, mô phỏng cái trứng chim hay là tổ chim rồi đó. Các phòng sẽ được xây bên dưới hàng dương nên là cảm giác nó mát mẻ hơn hẳn. Và tất nhiên là trong phòng vẫn phải có máy lạnh nha. Vì là mô phỏng tổ chim nên là bên trong họ sử dụng đèn vàng ấm cúng với ấp che tạo một cái cảm giác gần gũi. Còn đây là cái khu vực khách sạn và villa. Nếu như mà bạn muốn truyền thống một tí hay như là đi nhóm đông kiểu nhiều thành viên thì mình qua villa này. Đó, tôi giải bộ đi vô mở cửa vậy thôi cho các bạn coi cảnh chứ tôi đâu có chìa khóa rồi vô. Đừng cái thì villa này khuôn viên nó tách biệt riêng tư, view hướng biển cũng có sân riêng rồi luôn. Còn mấy cái căn nhỏ này thì dành cho nhóm từ 4 đến 6 người rồi á. Hoặc ai thích cảm giác ngủ lều thì qua đây, cái lều Mongo. Lều buổi tối thì nó sẽ chill nhưng mà ngày thì nó sẽ nóng hơn. Nhưng mà ăn điểm một cái là lều được đặt dưới những hàng cây dương nên là có bóng mát và bên dưới của lều thì cũng được đóng sàn gỗ chắc chắn. Còn đây là khu lều gỗ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhìn cũng mát mẻ. Đừng cái là đóng bằng gỗ hết là nhìn kiên cố, với lại có phủ lá trên mái cảm giác nó sẽ thêm mát hơn. Còn đây là khu bungalow farm boom. Mấy cái phòng kiểu nhà sàn, mái rơm dài. Phía trước thì có cây xanh và dàn hoa tím nở nên nhìn cũng nhẹ nhàng. Bên dưới nhà sàn là cát nhưng mà lối đi thì được trải xi măng nên là không có lo. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua cái khu hơi bị đắt địa. Mấy cái lều này toàn mới mở hàng không à, nên là sạch sẽ và xịn sò lắm. Đây là dạng lều Mông Cổ nè, có tên là Lotus. Thường thì mình thấy cái dạng lều này người ta khai thác ở rất là nhiều người, nhưng mà ở Hoyota thì chỉ để khai thác một giường dành cho hai người thôi. Còn lại thì họ sẽ set up những cái tiện ích như là bàn ghế, decor, quạt máy, máy lạnh. À, cái này mới là điểm quan trọng nè, ngủ lều nhưng mà phải có máy lạnh nha. Thực ra cái này gọi là glamping sang chảnh thì chuẩn hơn nha. Ngoài việc được che bớt nắng từ những cái hàng cây thì ở resort cũng dăng thêm một cái lớp bạc ở trên và trồng cây xung quanh để mình cảm giác mát mẻ hơn. Phía sau lều Lotus là view của hồ nước mặn. Đối diện khu lều gỗ thì sẽ có một khu vui chơi trẻ em. Hiện thì chưa có trẻ chơi thôi, để nhiên với ca thị phạm cho các bạn coi nha, để hóa thân làm em bé luôn. Nói chứ mình già quá chơi không được thì chỗ này mình chụp hình cũng được nha. Còn cỡ như mấy đứa bạn mình đi chơi toàn có con nhỏ nên chỗ này dành cho mấy em bé là thêm điểm cộng nè. Tầm 5:30 là hoàng hôn bắt đầu xuống rồi nên tôi với con ca phải tranh thủ để ra enjoy với bãi biển của khu này thôi. Ở đây có cái cầu dễ thương nha. Cái tip của tôi là các bạn cứ quay khóc 0.5 và mình đứng bên dưới cầu nhìn lên sẽ thấy kiểu trời rộng lớn bao la, còn ta thì tung tăng. Cái màu sơn của cầu ban đầu nhìn thấy có vẻ hơi sến nhưng mà không, khi mà mình lên đứng chiêu hay đứng quay đồ thì thấy nó cũng hợp với cái màu biển và màu trời lắm. Có một cặp anh chị này chụp cho nhau nhìn cũng dễ thương nè. Bãi biển ở đây thì rất phẳng và dài nên là sóng biển nó cũng đẹp. Mình thì chỉ tranh thủ ra đây hít khí biển với lại quay vài shot là thích rồi. Còn với team nào mà mê bơi hoạt động đồ thì cứ thay đồ xuống bơi nha. Đứng ở trên bờ thì mình có zoom được một cái cảnh em bé đang tung tăng vui chơi với gia đình nè, nhìn đơn giản mà dễ thương. Hôm nay thì tôi không có săn được hoàng hôn nhưng mà màu trời cũng xanh khá đẹp. Đây là đoạn ở bãi dưới quay lên hướng nhà hàng. Ê, trời đang tối dần và trăng đang rõ hơn. Hôm nay dễ thương lắm nha, có cả một cái sao cạnh cái trăng khuyết luôn nè, đẹp ghê ha. Sẵn trăng thanh gió mát thì tôi quay thêm mấy cái khu nhà trời đã được bật sáng đèn cho các bạn tham khảo. Cái này mà cuối tuần đông cao điểm á, nhiều nhóm ngồi chơi là vui nè, nó cũng có cảm giác chi trời riêng tư. Tôi phải tranh thủ chạy về phòng nghỉ mệt một xíu rồi tắm rửa sạch sẽ ra dùng bữa tối BBQ ở đây. Đầu tiên là cá nướng, khoai nướng, cơm chiên, hàu nướng phô mai, sò điệp mỡ hành, xiên nướng thì gồm có bò, heo, gà, rau củ, bạch tuộc nướng, cánh gà và bắp nướng, tráng miệng với dưa hấu. Nghe kể thì cũng nhanh chứ thật ra hai đứa tôi ăn miệt mài no nóc luôn vẫn không hết á. Hồi nãy là dạo biển chút khi trời còn sang sáng, còn bây giờ là biển đêm về khuya nè. Lúc này thì thủy triều rút cạn xuống, dưới bầu trời đầy ánh sao và trong đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng rì rào. Không gian lãng mạn lắm cơ, nhưng mà tối quá tôi không có quay được. Mấy bạn cảm nhận qua lời kể của tôi nha. 30 năm qua tôi chưa một lần thực sự quyết tâm khi đang ngủ ngon mà thức dậy để săn bình minh. Thì hôm nay tôi đã thành công. Sáng 5:30 tôi bật dậy. Ban đầu thì chưa thấy mặt trời đâu, tôi tưởng là hôm nay tôi đã bỏ lỡ. Nhưng không nha, tí nữa thì bình minh đã ló dạng rồi. Đoạn này thì tốc độ di chuyển của mặt trời cực nhanh luôn. May mà tôi đã kịp quay hình lại. Trong cái khoảnh khắc vàng của buổi sáng hôm nay, tôi và con ca đã tranh thủ quay được rất là nhiều góc đẹp, hành động dễ thương. Chỉ có điều là tụi tôi là bạn bè chi kỷ chứ không phải bồ. Mà thật ra với cái không gian rộng rãi gần gũi thiên nhiên, bãi biển trải dài như thế này thì cũng lý tưởng để tổ chức các hoạt động tập thể như là team building. Mặt trời lên cao và sáng chói hơn nhưng mà lúc này thì trời vẫn còn nắng đẹp nha. Nên là tôi với con ca cũng tranh thủ dạo dạo lần lượt để ngắm các hoạt động sinh hoạt của mọi người. Sau đó vào nhà hàng dùng bữa sáng. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của các combo. Điểm cộng là bonus thêm phần thức uống, nhưng mà
với món ăn sáng thì không hợp vị tôi lắm. Nếu mà thích bơi ngoài việc tắm biển thì bạn vẫn có thể lựa chọn bơi trong khu vực hồ bơi nữa nha. Có hồ cho người lớn và hồ nhỏ cho trẻ em. Nhưng mà mình không bơi, hai đứa mình đi chèo thuyền, cũng có cả súp nữa nhưng mà súp thì mình đi hoài rồi. Nên mình muốn đổi gió sang cái này. Nhìn hai đứa mình sáng sớm chiều trên mặt hồ yên ả có vẻ tình cảm quá ha. Cơ mà thật ra thì hai con vô chi đang réo réo tên nhau ý ớ trong lúc mà chèo. Chèo xong thì mình về lại phòng nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức vì sáng nay mình cũng dậy sớm rồi. Sau đó tính giờ check out thì về lại Sài Gòn thôi. Và mình chốt hạ lại những dịch vụ mà bạn có khi chọn theo combo phòng lưu trú tương ứng, gồm có một bữa trưa 6 món, một bữa ăn sáng, tắm biển và tắm nước ngọt, bữa tối BBQ, hồ bơi, chèo thuyền trong hồ nước mặn. Về mức giá thì sẽ tùy vào hạng phòng trong combo, hoặc là có thể thuê phòng lẻ chỉ có ăn sáng. Thì mình đã chèn thêm test ở trong mỗi đoạn để bạn có thể xem chi tiết nếu quan tâm nha. Như cái căn lake house của mình á thì giá trong tuần combo cho hai người là 2650 cành, chia ra là mỗi người 1325 cành, nhưng mà cuối tuần thì sẽ tăng thành 3,3 củ. Hè này thì mình đi biển đến đen thui luôn, cũng mong là bù lại cái sự đen này. Có thể mang đến cho các bạn một số gợi ý để tham khảo khi đi biển. Chúc cả nhà mình đi chơi hè vui vẻ. Sorry.